Nếu chiều nay lỡ hẹn vòng về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn hơn mấy thổi mai già, và mùa xuân quên mặc áo dạ vâng, chào quý vị. Và trong ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng tiếp tục series đến nhà khách hàng để có thể lắp đặt cho khách hàng những sản phẩm âm thanh ưng ý nhất. Và có anh Sáng tại khu đô thị Cầu Diễn. Đó, anh cũng đã lựa chọn cho mình rất là nhiều những sản phẩm uy tín. Dạ vâng, quý vị, tại nhà anh Sáng thì chúng ta có những cái sản phẩm từ rất lâu rồi. Và hiện nay anh đang muốn nâng cấp lên những sản phẩm mới. Đó. Đầu tiên chúng ta sẽ có một đôi loa B&B cũ mà mang chữ âm ly. Và anh bây giờ muốn nâng cấp lên một đôi loa RCF Bass 25-4110 C-Max. Đó. Và nhu cầu thưởng thức giải trí của con người là vô hạn. Có vẻ là những sản phẩm này có niên thọ phải lên đến hơn chục năm rồi. 15 năm rồi ạ. Vâng. Rất là lâu rồi. Đúng rồi ạ. Những sản phẩm này cũng đều mua tại Bảo Châu, cho nên là quý vị cứ yên tâm. Sau 15 năm vẫn dùng thoải mái. Chẳng qua là nhu cầu bây giờ là anh muốn nâng cấp lên bộ dàn để hát karaoke, nghe nhạc, xem phim hay hơn thôi. Chứ thật ra để mà dùng thì vẫn dùng thoải mái. Và ở nhà anh cũng có rất là nhiều những bình rượu như quý vị có thể nhìn thấy. Con này 12 nó đây thành 25 rồi. Chỉ vâng rồi. Em mua 15 rồi. Em mua 15 rồi, 15 và rồi. Nó tặng 15, nó mua, nó biếu anh 15. Thì bây giờ phải thành... Vẫn nguyên si. Này, 12 giờ phải thành 25 rồi. 25. Và trong tủ chúng ta có rất nhiều các loại rượu. Đây chúng ta có thể thấy có 4 bình Bát Đại ở đây. Cốc nào cũng thấy rượu. Có chiếc đồng hồ rất là đẹp không ạ? Đồng hồ này gần trăm tuổi rồi ạ. Cổ mà. Vâng. Rồi, ok. Vậy là chiếc loa đầu tiên của chúng ta đã lên hình. Không, cứ đi vẫn cứ phải để chứ. Dạ vâng, nhưng mà mình cài lại cái đầu. Đấy, mình sẽ cho vào cái phần cờ bài. Dạ vâng, quý vị, và anh Sáng đang chọn bài để có thể thể hiện các khúc thông qua cặp đôi loa. Xin mời quý vị lắng nghe. Thì xuân năm nay xuân sẽ buồn.
xuân quên mặc áo mới. Hè nó giá xưa để quên tất cả, dành cho em tình yêu rất là. Dù sao anh cũng về, mong xuân là chim đỏ. Giọt lệ hỡi em, đời đã cho ta gặp nhau từ đây. Trái tim hao gầy những tháng năm chờ mong, biết trong lòng anh đã bao ngày người không lặng lẽ đành con. Một đời mãi không quên, bài hát tặng em mỗi tình khát khao. Đời bao dấu ta, đời nhiều trong gai. Anh vẫn yêu, tình yêu đó em thôi, đến suốt đời. Dạ vâng, quý vị, vừa rồi Hữu Duy đã đến trực tiếp nhà Ánh Sáng và có thể xếp cho anh một không gian âm thanh. Có thể nói là anh cũng đã rất là ưng ý. Đầu tiên chúng ta sẽ có một đôi loa RCF CMAX 4110 Bass 25 được nhập khẩu made in Italy, quý vị nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ có cái gì? Một bộ micro, cái này nhà anh có sẵn rồi. Cũng đã lấy từ lấy của Bảo Châu, cũng được một thời gian rồi. Bộ mic VM200 của JBL. Một chiếc vang số KX180 anh cũng đã có sẵn. Và chúng ta có thêm một chiếc cục đẩy Crown XLI 3500 và một đầu chọn màn chọn bài Việt KTV đó. Và đây là bộ dàn của anh Sáng và Bảo Châu Alex cũng đã đến trực tiếp setup cho anh rồi. Và đây chính là anh Sáng, em xin phép và mời anh em phỏng vấn anh một chút. Dạ vâng, anh Sáng ơi, anh biết đến thương hiệu Bảo Châu Alex lâu chưa anh nhỉ? Mình cũng biết Bảo Châu là mấy năm rồi, mình cũng là ủng hộ Bảo Châu một số sản phẩm. Dạ vâng. Và bộ dàn ngày hôm nay anh đã được tư vấn và chốt trong vòng thời gian bao lâu anh nhỉ? Chỉ trong 2 ngày, mình cũng hỏi thêm một số về thông tin kỹ thuật và một số thông số và ứng dụng của nó. Dạ vâng. Tính năng. Rồi. Vâng, và sau khoảng thời gian 2 ngày anh đã chốt được bộ dàn ngày hôm nay. Và sau khi Bảo Châu Alex đến trực tiếp setup cho anh thì anh cảm thấy bộ dàn ngày hôm nay như thế nào? Trước tiên là mình cảm ơn Bảo Châu và hiện tại âm thanh này mình thấy rất hài lòng. Dạ vâng, dạ vâng. Cảm ơn anh Sáng rất là nhiều. Dạ vâng. Chúc anh có những giây phút vui vẻ cùng với gia đình bên bộ dàn của Bảo Châu anh nhé. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ vâng. Thưa quý vị, và vừa rồi anh Sáng cũng đã rất hài lòng về bộ dàn ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Bảo Châu Alex. Đừng quên nhấn like, share và bật chuông để nhận được những thông báo mới nhất của Bảo Châu Alex quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Alex sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm. Chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!